Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 25 tháng 8. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Đầu tiên, tổng hợp tất cả những tin tức mà chúng ta có từ đầu tuần tới đến thời điểm hiện tại, có thể đưa ra kết luận rằng ngày 24 tháng 8 chính là ngày mà quân đội Nga tiến hành công cuộc đáp trả của họ kể từ sau khi quân đội Ukraine kích hoạt chiến dịch Kursk. Tin tức đầu tiên, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ là Anatoly Antonov đã cho biết Nga đã đưa ra quyết định về một cuộc tấn công đáp trả vào khu vực Kursk. Kiev nên chuẩn bị nhận lấy sự trừng phạt. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia lớn khác cũng đã có những động thái nhất định liên quan đến việc này. Đầu tiên là phía Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev đang khẩn cấp yêu cầu người dân tránh di chuyển đến Ukraine dựa vào mối lo ngại rằng Nga sẽ thực hiện tấn công tên lửa toàn diện vào đúng ngày độc lập của Ukraine vào thứ Bảy. Đúng vậy, ngày 24 tháng 8 chính là ngày độc lập ở Ukraine, hay chúng ta còn thường gọi là Quốc Khánh. Do đó, nhiều chuyên gia quân sự cùng với các cơ quan tình báo cho rằng đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để cho quân đội Nga đáp trả sau những gì xảy ra ở vùng Kursk. Về phía Hoa Kỳ thì tất nhiên họ cũng đã đưa ra thông báo. Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi công dân rời khỏi Kiev bằng các phương tiện giao thông đường bộ tư nhân hiện có nếu như thấy an toàn. Khả năng quân đội Nga tấn công tên lửa là rất cao. Nhiều bên cho rằng họ sẽ tiếp tục nhắm đến các cơ sở phát điện hoặc cũng có thể là các tòa nhà chính phủ ở Kiev. Thực ra về phía quân đội Ukraine thì họ cũng đang làm hết sức có thể để tìm cách ngăn chặn hoặc ít nhất là giảm thiểu các đợt tấn công. Ví dụ như trong ngày hôm qua chúng ta đã cùng thảo luận về video này ở lãnh thổ Liên bang Nga. Sân bay quân sự ở Oktyabrsky đã bị tấn công. Đám cháy trong video là rất lớn, tức là đã có thứ gì đó bị phá hủy. Đến ngày hôm nay thì chúng ta nhận được những bức hình ở sân bay quân sự này với chất lượng rất cao được chụp từ ảnh vệ tinh. Và các kênh tin Ukraine tính toán rằng đã có một cơ số lớn Su-24 và Su-34 bị phá hủy. Đây không phải là sân bay quân sự duy nhất ở Nga bị tấn công. Chúng ta còn có một sân bay quân sự khác và nó nằm ở miền Bắc của nước Nga. Cụ thể là sân bay quân sự ở Vysoki. Quân đội Ukraine lần này thì đã sử dụng máy bay không người lái, nhưng tuy nhiên chúng đã bị phòng không Nga bắn hạ toàn bộ. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian vừa rồi thì người Ukraine đã cố gắng làm rất nhiều thứ, tấn công vào các sân bay quân sự cũng như các kho nhiên liệu với mục tiêu là ngăn chặn nguy cơ việc bị quân đội Nga sẽ tấn công tên lửa vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine ở trong ngày độc lập. Nhưng tuy nhiên, như chúng ta có thể thấy, họ đã không đạt được mục tiêu này. Thực ra điều quan trọng mà chúng ta cần để ý ở đây không phải là về quân đội Nga sẽ lên tấn công tên lửa, vì sớm hay muộn họ cũng sẽ làm điều này như một hành động trả đũa sau khi mà chiến dịch Kursk đã được kích hoạt. Vậy hai điều thực sự quan trọng ở đây phải là: đầu tiên, ngày 24 tháng 8 là ngày độc lập ở Ukraine, một ngày lễ lớn, và thứ hai, khả năng rất cao là kể từ khi cuộc chiến giữa hai nước bắt đầu, quân đội Ukraine sẽ đưa tiêm kích F-16 vào sử dụng. Họ sẽ sử dụng chúng với hai mục tiêu chính. Thứ nhất là đóng vai trò như một lực lượng phòng không nhằm bắn chặn các quả tên lửa của quân đội Nga, và sau đó thì họ hoàn toàn có thể sử dụng những hình ảnh này để đưa lên trên mạng nhằm tạo ra cho mình những chiến thắng trên truyền thông. Như kiểu là khả năng phòng thủ xuất sắc của quân đội Ukraine với F-16 chẳng hạn. Đối với mục tiêu thứ hai, không chỉ dùng F-16 để phòng thủ, mà mình nghĩ quân đội Ukraine sẽ còn sử dụng chúng để tấn công vào các đơn vị không quân chiến lược của quân đội Nga. Điển hình như là hai loại hình máy bay ném bom chiến lược là Tu-22 và Tu-95, những loại hình mà chắc chắn sẽ được quân đội Nga sử dụng để phóng tên lửa hành trình của họ. Hãy cùng chờ đợi xem quân đội Nga sẽ làm gì và sự xuất hiện của F-16 trên chiến trường. Còn giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những tin tức trên mặt đất. Bắt đầu với Krasnohorivka, cụ thể là tuyến đường ở phía bắc thành phố này. Chúng ta tiếp tục nhận được thêm một video nữa cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công vào phương tiện của quân đội Ukraine di chuyển dọc theo cung đường này. Trong giai đoạn trước thì người Nga đã chiếm được phần lớn thành phố, chỉ còn sót lại một vài khu vực ngoại ô. Giờ thì ta hiểu rằng họ đang muốn đẩy nhanh để chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến cho khu định cư này, để rồi sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ có thể đưa ra thông báo. Đây đã là ngày thứ hai liên tiếp chúng ta nhận được video ở cung đường này, tiếp tục cho thấy rất nhiều phương tiện và tăng thiết giáp của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Di chuyển đến tiền tuyến Pokrov, trong ngày hôm qua, nhiều kênh tin cho biết quân đội Nga đã phát động tấn công tổng lực về phía Tây, và một trong những mũi tấn công của họ là nhắm vào Mikhailivka ở dưới này. Ngoài ra, nhiều bên bổ sung rằng quân đội Nga hiện tại đã tiến vào được những con phố đầu tiên và giao tranh đang xảy ra rất khốc liệt. Tuy nhiên, đối với toàn bộ những tin tức vừa rồi thì chúng ta chưa nhận được bất kỳ một video xác minh nào. Dù sao đi chăng nữa, nếu như việc này là đúng, có thể thấy rằng quân đội Nga đang muốn bỏ qua mỏ than ở đây bằng cách đánh thẳng vào Mikhailivka.
rồi sau đó thì họ sẽ cố gắng dấn sâu hơn để tìm kiếm cơ hội chia cắt mỏ than với phần còn lại. Khi nào mà mỏ than bị cô lập hoàn toàn và không còn có thể nhận được tiếp tế và chi viện nữa thì họ mới tấn công vào. Đối với Novo Horivka, ta nhận được một video rất quan trọng là video này. Nó đã được xác minh vị trí, cho thấy quân đội Nga đang dọn dẹp các tòa nhà ở khu vực này. Ta còn có thể thấy rằng có quân binh cầm theo một khẩu súng phóng lựu tấn công vào bên trong một tòa nhà. Vậy không chỉ mỗi tòa nhà này mà khả năng rất cao là những tòa nhà xung quanh thì cũng đã đều được người Nga đảm bảo an toàn. Dựa vào video này thì mình đã thay đổi hệ thống bản đồ, cho thấy rằng quân đội Nga tiến vào khu định cư từ hướng này, nhưng tuy nhiên, theo như nhiều mapper khác thì thậm chí người Nga còn đã có mặt ở cả khu vực phía nam thị trấn. Giao tranh hiện tại đang rất khốc liệt và quân đội Ukraine không được phép để mất khu định cư này. Vì nếu như Novo Hodivka mà sụp đổ thì khoảng trống tác chiến sẽ được mở ra cho quân đội Nga và họ có thể đẩy một mạch đến khu vực các khu định cư nằm ở phía nam Pokrov. Từ đó gây ra chia cắt mối liên kết giữa hai thành phố lớn ở khu vực này là Pokrov và Siledov ở phía nam. Dịch tiếp đến khu vực ở phía bắc, nhiều kênh tin cho biết quân đội Nga trong 24 giờ qua đã thành công mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát của họ ở hai khu định cư là Kruchia và Grachia. Thậm chí có kênh tin còn nói rằng người Nga đã chiếm đóng cả hai khu định cư này. Nhưng tuy nhiên, chúng ta lại chưa có video xác minh. Dù sao đi nữa thì mũi tấn công này của quân đội Nga đã cho thấy họ đang hướng đến Mykolaivka ở đây. Từ đó, kiểm soát được tuyến đường 00544 là tuyến đường nối liền Mironov với Horodivka, khu định cư mà hiện tại họ cũng đang có được những bước tiến nhất định. Dựa theo các thông tin mà ta có được, 70% thị trấn hiện tại đã thuộc về người Nga và quân đội Ukraine, chỉ còn giữ được một vài con phố nhất định mà thôi. Sớm thôi thì người Ukraine sẽ phải rút lui và lùi về hàng rào phòng thủ, bao gồm nhiều trận địa này của họ, chính là dọc theo đường kẻ mà mình đang vạch ra. Horodivka sẽ sớm sụp đổ chỉ trong vài ngày nữa, thậm chí là ngay trong ngày hôm nay. Ngoài ra chúng ta còn có một video ở Komishivka, dù rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội Nga đã chiếm được khu định cư này từ cách đây vài hôm, nhưng phải đến tận ngày hôm nay thì chúng ta mới có video cho thấy người Nga đã cắm xuống lá cờ của họ. Vậy ta không còn nghi ngờ gì về việc họ đã giành được thị trấn dưới kết quả của những đợt giao tranh nữa. Tổng kết lại, rất nhiều bước tiến cho quân đội Nga ở tiền tuyến Pokrov và phương Tây có vẻ như đang hơi hoảng loạn một chút. Nhiều trang tin thì cho rằng lý do chính dẫn đến thành công của quân đội Nga là do sự kiệt sức và thiếu thốn lực lượng của quân đội Ukraine. Đây là một bài viết với tiêu đề Điện Kremlin sắp nghiền nát thị trấn quan trọng của Ukraine. Thị trấn quan trọng ở đây chính là Pokrov. Di chuyển đến khu vực thành thị Torez, trong ngày hôm qua, những bước tiến của quân đội Nga ở đây cũng không hề kém cạnh. Đầu tiên là ở khu vực phía nam gần với Zalitnyo, chúng ta đã nhận được một video từ phía quân đội Ukraine cho thấy họ dội hỏa lực vào các vị trí của quân đội Nga. Hãy chú ý vào tòa nhà hình chữ U này, hình dáng điển hình của các trường học, vì thế không khó để các kênh tin xác minh vị trí của nó. Chính là đây trên hệ thống bản đồ, trường học Torez số 2. Vậy video này xác minh rằng trường học hiện tại đã bị quân đội Nga kiểm soát. Họ đã thành công tiến vào Torez từ phía nam và chúng ta cũng đã thay đổi lại hệ thống bản đồ. Bên cạnh đó, mapper thân Ukraine là Deep State Map cùng với nhiều mapper trung lập cho biết rằng quân đội Nga trong ngày hôm qua đã thành công chiếm đóng toàn bộ khu vực thành lũy nằm ở phía đông của thị trấn. Chưa hết, có kênh tin cho biết như sau, lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi các vị trí của họ ở bên trong khu vực các tòa nhà cao tầng ở phía đông Torez. Vậy người Ukraine không đủ khả năng để giữ vững tuyến phòng thủ này, vì thế họ đã quyết định sẽ rút lui để thiết lập một tuyến phòng thủ khác. Dựa theo các thông tin mà chúng ta có được, hàng rào phòng thủ tiếp theo của quân đội Ukraine sẽ bắt đầu từ mỏ than cùng với bãi đổ thải ở đây, chạy qua khu đô thị với nhiều cao ốc này, rồi sau đó sẽ rẽ lên phía bắc đến mỏ than và bãi đổ thải ở trên này. Đây chính là phòng tuyến tiếp theo mà người Ukraine sẽ dựa vào để cầm chân quân đội Nga. Tuy nhiên, vấn đề quân đội Nga đang không dừng lại ở đây. Với việc đã chiếm được toàn bộ New York, khả năng cao trong vài ngày tới thì quân đội Nga sẽ tái kích hoạt những đợt tấn công với hướng di chuyển là dọc theo tuyến đường sắt nhắm đến Sharbi, Binivka. Chưa hết, Zhukovka cũng đã sắp bị kiểm soát hoàn toàn, do đó quân đội Nga cũng có thể sẽ đẩy tiếp dọc theo tuyến đường sắt ở đây. Hai mũi tấn công này là đủ để cho người Nga thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực của họ trên hai cung đường giao thông còn sót lại đến dẫn đến Torez. Từ đó sẽ chia cắt hoàn toàn khu vực này với phần còn lại. Lúc đó thì quân đội Ukraine có hai sự lựa chọn như mọi khi. Một là rút lui ngay lập tức và hai là ở lại và chờ đợi những món quà đến từ người Nga. Đối với Chasivja thì trong ngày hôm nay chúng ta không nhận được tin tức gì mới. Chỉ có một điều mà chúng ta cần phải chú ý, đó là video chúng ta vừa xem ở Pokrov, cụ thể là Novorodivka, nó được sư đoàn số 80 của quân đội Nga đăng tải.
Sư đoàn này trên thực tế đã từng chiến đấu ở Chashivya, và với việc giờ đây họ đã được đưa về với Pokrov. Chúng ta hiểu rằng hoạt động quân sự của quân đội Nga ở Chashivya đã giảm xuống đi rất nhiều kể từ khi quân đội Ukraine tấn công vào vùng Kursk. Đối mặt với mặt trận Sivak thì trong ngày hôm nay chúng ta không có tin tức gì đáng chú ý, mà chỉ có một vài hoạt động quân sự thông thường từ cả hai phe. Di chuyển đến nam tiền tuyến Kupiansk, cả hai phe đang giao tranh rất khốc liệt. Chúng ta cũng có một video ở Makivka cho thấy quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công các vị trí của quân đội Nga, xác nhận rằng người Nga đã mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát của họ. Chỉ còn duy nhất khu vực này là chúng ta chưa có tin tức gì. Tuy nhiên thì nhiều mapper thì cũng đã cho rằng nó đã bị quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Dịch lên một chút lên phía Bắc, trong ngày hôm qua, lữ đoàn Azov số 3 đã thông báo về việc họ đã đạt được một bước tiến lớn khi mà thành công giành lại một khu vực lãnh thổ quan trọng từ tay người Nga. Đến ngày hôm nay thì chúng ta có video xác minh cho việc này. Cụ thể là họ đã giành được khu rừng này với những hàng cây lân cận. Giờ thì họ đã tiến sát đến Novovodiana, nhưng tuy nhiên mình không chắc về mục tiêu thực sự của người Ukraine khi mà họ chiếm lại khu vực lãnh thổ này. Liệu họ sẽ đánh tiếp nhắm đến khu định cư, hay đây chỉ là một nước đi truyền thông đến từ họ để thể hiện rằng họ đang không chỉ có những bước tiến ở vùng Kursk mà còn là những tiền tuyến khác nữa. Vì trên thực tế thì giá trị thực tiễn của khu vực này là không quá nhiều, do hiện tại khu vực hoạt động chính của quân đội Nga lại là Pichana và Tabaivka ở phía Bắc. Trong ngày hôm nay chúng ta có tin tức từ các mapper cho biết người Nga đã tiếp tục dấn sâu hơn và chiếm được thêm một khu vực cánh đồng nữa như thế này. Nếu như tin tức này là chính xác, hình thể tiền tuyến này đặt quân đội Ukraine ở phía tây Kilivska cũng như Kolia Rivka vào một tình thế rất xấu. Vì thế mình nghĩ sớm thôi họ sẽ phải rút lui khỏi đây. Bên cạnh đó, chiều dài tiền tuyến của quân đội Nga giờ đây đã lên tới 7 km, đã đủ dài để cho họ phát động tấn công diện rộng nhắm vào những khu định cư nằm dọc theo sông Oskin ở phía tây. Tựu chung lại, một thứ gì đó lớn có khả năng nảy ra ở tiền tuyến này trong thời gian tới, và hãy cùng chờ đợi xem nó có thực sự xảy ra hay không. Đối với phía Bắc tiền tuyến thì quân đội Nga vẫn chỉ đang thực hiện các đợt tấn công dội hỏa lực mà thôi. Mục tiêu khả năng cao là để ngăn cản và làm gián đoạn các hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine. Đối với những đợt tấn công trực diện trên mặt đất thì người Nga lại chưa có động thái gì là sẽ sớm thực hiện. Do đó mình nghĩ hiện tại họ chỉ muốn tập trung vào một khu đất duy nhất là ở Pichania hướng về sông Oskin như mình đã vừa đề cập. Di chuyển đến tiền tuyến Kharkov, nói qua về khu vực Lipsy. Nếu như bạn còn nhớ thì cách đây khoảng một thời gian, chúng ta nhận được tin tức cho biết rằng quân đội Nga chiếm được một phần khu dân cư ở phía bắc thành phố. Đến ngày hôm qua thì quân đội Ukraine đã phát động một vài đợt tấn công và khả năng là để giành lại những khu vực đã mất này, nhưng tuy nhiên theo tin tức mà chúng ta nhận được thì họ đã thất bại hoàn toàn. Quân đội Nga đưa lên các video cho thấy họ phá hủy tăng thiết giáp của quân đội Ukraine được sử dụng trong các đợt tấn công. Người Ukraine thì chịu thiệt hại nặng nề và buộc phải rút lui. Di chuyển đến tiền tuyến Kursk, trong ngày hôm qua thì quân đội Nga tiếp tục thực hiện các đợt dội hỏa lực dọc theo biên giới. Máy bay trinh sát của họ giờ đang làm việc 24/7 để cố gắng xác định xem quân đội Ukraine đang có kế hoạch sẽ tấn công vào khu vực nào tiếp theo, cũng như lực lượng Ukraine đang được tập hợp ở đâu. Trong ngày hôm nay chúng ta cũng có một vài thay đổi trên mặt đất. Chúng ta có video xác nhận việc rằng quân đội Nga đã giành lại một phần khu định cư là Spanner. Thành thật mà nói, đây là mũi phản công hiệu quả nhất của quân đội Nga. Đầu tiên là họ giành lại được Giri, tiếp đó là Kamishnoye và tiếp nữa là Krupet, và giờ thì đó đang là Spanner. Vậy thì mình nghĩ sớm thôi, người Nga cũng sẽ lấy lại toàn bộ thị trấn này để họ hướng đến những khu định cư khác. Điển hình ở đây là Boki. Vậy như ta có thể thấy rằng quân đội Nga đang dần dần giành lại những gì mà họ đã để mất, và thành công này của họ không phải có được một cách đơn giản mà nó đến từ sự phối hợp ăn ý giữa cả ba đơn vị là không quân, lục quân và trinh sát. Di chuyển đến khu định cư nóng nhất vào thời điểm này, tiền tuyến Kursk, là Draskaya Konopenka. Khả năng cao là vào lúc này, quân đội Ukraine đã giành được quyền kiểm soát khu vực phía tây nam thị trấn, còn khu vực trung tâm và đông bắc thì vẫn đang thuộc về của quân Nga. Chúng ta nhận được rất nhiều video xác nhận cho sự hiện diện của người Ukraine ở đây. Họ đưa rất nhiều tăng thiết giáp đến, rồi sau đó lại bỏ lại chúng để di chuyển vào bên trong các căn nhà. Còn quân đội Nga thì giờ đang cố gắng phá hủy những chiếc thiết giáp này. Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục nhận được các video tương tự trong thời gian tới, thì hệ thống bản đồ ở đây sẽ cần phải thay đổi. Di chuyển đến phía bắc khu định cư Kosica, chúng ta có một video cho thấy quân đội Nga đã dội hỏa lực vào một đoàn xe tăng thiết giáp của quân đội Ukraine đang di chuyển bên trong thị trấn, xác nhận rằng quân đội Ukraine giờ đang là phe chiếm quyền kiểm soát khu định cư này, và vì thế mình cũng đã thay đổi lại bản đồ. Đối với Malaya Lognia thì đến giờ quân đội Nga vẫn đang cố thủ thành công bên trong nhà tù. Trong 24 giờ qua, chúng ta nhận được rất nhiều tin tức cho biết
quân đội Ukraine tổ chức nhiều đợt tấn công để cố gắng giành lấy nhà tù này, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn chưa thành công. Di chuyển đến mạn sườn phía tây chiến dịch, đầu tiên là ở Korenevo, chúng ta nhận lại được tin tức cho biết trong ngày hôm qua, quân đội Nga đã phản công và thành công, giành lại toàn bộ lại khu vực dân cư nằm ở phía tây bên tay phải dòng sông, hay nói cách khác là một khu vực như thế này. Tất nhiên là chúng ta sẽ chưa vội vàng thay đổi hệ thống bản đồ mà sẽ cần đợi thêm các video bằng chứng hoặc là sự xác nhận từ cả những mapper uy tín. Dù sao thì cũng hãy nhớ điều này trong đầu là toàn bộ Korenevo đã trở lại trong tay với người Nga. Còn đối với Olgovka thì quân đội Ukraine tiếp tục phải chịu tương đối nhiều thiệt hại. Họ cố gắng đang đưa thêm thiết giáp đến đây nhưng rõ ràng là quân đội Nga đang kiểm soát mọi thứ với máy bay không người lái và chúng ta có rất nhiều video xác minh cho việc này. Di chuyển đến Krasnuk Tiabroke, chúng ta có video cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine ở bên trong khu định cư này, xác nhận rằng người Ukraine đã thành công giành được thị trấn và chúng ta cũng đã thay đổi bản đồ. Bên cạnh đó, người Ukraine gần đây cũng đã gia tăng tần suất dội hỏa lực của họ lên khu vực này, không chỉ là với pháo kích mà chúng ta còn đang thấy được sự xuất hiện của MiG-29 cùng với bom Hammer với giao thức là từ Hoa Kỳ. Chúng có sức công phá tương đương với bom FAB-250 và FAB-500 của quân đội Nga. Ví dụ như video này đã cho thấy một điểm đóng quân của quân đội Nga bị dội hỏa lực vào và có vẻ như đây chính là hoạt động pháo kích chuẩn bị từ trước khi mà quân đội Ukraine tấn công trực diện. Nếu như họ thực sự làm điều này thì mình nghĩ rằng họ sẽ làm luôn và ngay trong ngày hôm nay và đúng dịp ngày độc lập ở Ukraine để thể hiện rằng tinh thần của người Ukraine vẫn rất mạnh mẽ và họ vẫn có khả năng giành lấy lợi thế trên chiến trường. Chúng ta có một video ở Rizivka cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công vào thị trấn. Nếu như bạn còn nhớ, vào cuối tháng 5 thì quân đội Nga đã chiếm được khu định cư này và chúng ta có cả video xác minh cho nó. Vậy tức là sau khoảng một thời gian thì quân đội Ukraine đã giành lại được Rizivka, đồng nghĩa với việc họ đang ngày càng đến gần với Tiotkino. Vì thế sớm thôi, một đợt tấn công xuyên biên giới sẽ được thực hiện. Tổng kết lại thì như bạn có thể thấy, có rất nhiều tin tức nhưng quan trọng phải nhắc lại một lần nữa. Nhiều chuyên gia cho rằng quân đội Nga lần này sẽ không chỉ nhắm vào các cơ sở phát điện, mà còn là các văn phòng chính phủ, các cơ quan và hơn thế nữa là ở Kiev để thể hiện sự giận dữ của họ, cũng như họ sẽ làm tất cả mọi thứ để chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt với phần thắng nghiêng về Moscow. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.